Chiều qua, các lực lượng chức năng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã kịp thời khống chế được một con trâu đực bị sổng chuông ra ngoài, húc 5 người đi đường bị thương và phá hư cửa hàng rào xe máy của người dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một con trâu đực của một chủ lò mổ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bị nhốt chờ mổ thịt, bỗng dưng sổng chuồng tháo chạy ra ngoài đường về thị xã Bình Long, đã húc làm 5 người đi đường bị thương nhẹ và húc hư hàng rào, cửa xe máy của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long. Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thị xã, trong đó lực lượng chủ công là công an và quân sự phối hợp ngăn chặn xử lý con trâu, không để con trâu tấn công người, đồng thời trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo việc xử lý con trâu điên. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Bình Long đã khống chế được con trâu và trao trả cho chủ trâu.